Ma Phan Tê. Dạ chúng con xin vâng. Các chúng sanh đã sanh về cõi trời cũng nhờ dịp giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dịp giới được giải thoát nhầm niết bàn, cũng nhờ dịp giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải đang thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thù lành thay. Dạ bây giờ con xin đọc phần sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Uttamang ghê na hoành đề hằng bà đa bằng sùng qua Uttamang Bút thệ vô khá lý tô đô sô bút thô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần vì chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cứu sinh Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoành đề hằng thăm mình cho đuôi thằng qua rằng thăm mê vô khá lý tô đô sô thăm mô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Phật Bảo là Pháp Học và Pháp Hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp Bảo, cúi xin Pháp Bảo xá tội lấy cho con. Uttamang ghê na hoành đề hằng sang khanh cha đu vi đốt ta mang sang khề vô khá lý tô đô sô sang khô khá ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng Bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ bây giờ con kính cung thỉnh Ngài Trí Đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn phước báo hôm nay. Dạ con kính cung thỉnh Ngài. Sẽ thô xà rì vô tô cho đắc khí nê hoa mạng xê mộc ra la nô bồ rà tô bi đắc ra tế dân bạch chí mê mà mạ nan đô phì nà sá hoa cho tôn đi xà. Sa mạnh ta lô ca bà la chê in đá đê hoa sạp phẩm mạ ca hê tê sáng ngà nú phà quê nè sạp bê phá giáo bạch đá hoa nè ca an tá ra ya phì nà sàn tu a xê. Sa tôn Đức Phật ngự trên đầu, bên mặt Sa Lợi Phất, bên trái kiền Liên Hầu. Trước mặt là Tam Tạng, sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán để thực lòng phạm thiên do oai lực pháp màu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả điều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Tê a ta la tha su ki ta vô ru na ha vô tha sa sa ne a ro ga su ki ta vô tha sa ha sa bê hị nhà tị vi. Cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thù lành thai. Hà ca sát tha chấp phùng mát tha đê hoa na ga mất thi ca. Bụn nhăn đồ á đô mô đàm tu chi răng rập khanh tu sa năng. Hà ca sát tha chấp phùng mát tha đê hoa na ga mất thi ca. Bụn nhăn đồ á đô mô đàm tu chi răng rập khanh tu nô ga ru. Akasattha cha phum mattha deva naga mattika bun nhân no anumodan tu chi rằng rập khanh tu nhà ta vô. Akasattha cha phum mattha deva naga mattika bun nhân no anumodan tu chi rằng rập khanh tu ba ni no. Akasattha cha phum mattha deva naga mattika bun nhân no anumodan tu chi rằng rập khanh tu
hồ sa đà. Chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ tâm mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bị các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thụ đạo màu, tu hành tinh tận ngọ hào sanh. Văn kinh chế cu sa la căm măng cắt tắc bằng kỳ ri văn. Ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ra tăng ca tăng. Dê sát ta san nhi nô ap thi dê cha sát ta san nhi nô. Ca tăng quân nhã pha lăng mây hàng. Sắc bê pha ghi pha hoàn tu tê. Về tăng ca tăng su quy đi tăng đinh năng. Bùn nhà phá lăng ma già về. Cha tắc tha na cha nàn ti đề hoa gánh tòa ni quê đá dùm. Bề lô cầm hi về sát ta. Chi quan ta ra e tu ca. Ma nôn nhàng phổ cha năng sắc. Đề la phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đã lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà. Chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hội hưởng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được rài, lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý. Ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới căn hạt. Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, sinh thâu phước báo cũng dược. Hóa thành thực phẩm mùi hương thọ lòng. Y đăng nô nha ti năng hồn tu su khi ta hồn tu nha ta vô. Con xin hồi hướng phước báo có được ngày hôm nay đến thân bằng quyến thuộc của chúng con đã quá vạn rồi, cầu mong cho các vị ấy hằng có được sự yên vui. Y đăng quá ta mê buôn nhân a sa quá khai gia hằng hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm ổn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bài tam bảo và thọ trì quý giới. Dạ, phước báo nào có được ngày hôm nay con cũng xin chia đến đạo tràng pháp hội, mong rằng quý vị quan hệ thọ dụng đồng đều nhau cả thải. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mít trở lại cho Ngài Trí Đức để Ngài dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thầm Mai Dạ, Nam mô Sằng Thầy Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thêm biết tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Kính chào chị thiện nam, tín nữ, thiện hữu chi thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 387 ha. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo Ratana Tayasa Wanda Mi Buddho Mahesi Arang Tathagato Loko Tamo Thakbhagaru Vichet Thakko Loka Sushantha Chanadam Mako Vido Wanda Mahantang Narappu Chanayakam. Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não cho chăng tối thượng vô chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Cổ
con xin lãnh lễ Phật ân đảng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ tát sa sát thu nô lô ca nam mô tha sa vi na ca lô cô sát bần nhu bút tháp đi phù chi sanh nhát tổ quan đà ma hành tăng la rập phù. Cái này giác cần pháp bảo với như ánh vàng như là soi sáng vẹt màng vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh để dân Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lãnh lễ pháp quang đảng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân cô sư thù thú văn ta sơ sà quốc cô sức kha chúc ca mô quốc ra thông bách sức khắc hình đà bất sân trà đi hà nà đá rù quá rù hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thiên văn Phật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hì đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà nát tê nhá tê chê ná sê khá mê ê tu vã thà nàng tá xà vi à nú khoa vệ ná sá hát xà dê ná sê chạp tú cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Dạ. Phần tán dương ân Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 387. Rồi, quý vị nhìn lên trên màn hình ha. Đi qua Tapati A Đi Chô. Đi qua Tapati A Đi Chô. Đi qua Tapati A Đi Chô. Câu số 2. Rattin A Pha Ti Chanh Đi Ma. Rattin A Pha Ti Chanh Đi Ma. Rắc à và ti chanh đi mà. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Đi qua tắp bát ti à đi chô rắc tình à và ti chanh đi mà. Đi qua tắp bát ti à đi chô rắc tình à và ti chanh đi mà. Đi qua tapati a đi chô rắc tình a pha ti chanh đi mà. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 3 và câu số 4. San nát thô khát ti vô tapati. Sannatho khatti yo tapati. Sannatho khatti yo tapati. Ai câu số 4. Này cha di hay là cha di à, coi lại Lâu Huyền có rõ hay không. Câu số 4, cha gì hay là cha gì? Alo, câu số 4. Cha gì ha? Như Huyền, vô mà vô. À, không phải là chỉ đoạn âm ha. Câu số 4, cha gì? Tapati Brahmano. Cha di tapati brahmano. Cha di tapati brahmano. Hay à, chúng ta ôn lại câu 3, câu 4 ha. Sannatho khatti yo tapati cha di tapati brahmano. Sannatho khatti yo tapati cha di tapati brahmano.
Sannatho khattiyo tapati chayi tapati brahmano. Bây giờ chúng ta còn hai câu cuối, tức là câu 5 và câu 6. Athasabbamahorattin. Và câu cuối cùng, Buddho tapatitchate jasa, Buddho tapatitte jasa, Buddho tapatitte jasa. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 5 và câu 6. Athasabbamahorattin Buddho tapatitte jasa. Athasabbamahorattin Buddho tapatitte jasa. Athasabbamahorattin Buddho Tho tapati te chasa. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại nguyên bài này ha. Di qua tapati a di cho rát tinh a pha di chan di ma san na tho khan ti yo tapati cha di tapati brahmano athasabba maho rát tinh buto tapati te chasa. Nhờ lặp lại ha. Đi qua tập bát tí a đi cho rát tình a pha tí chân đi mà san na thô khát tí yô tập bát tí cha di tập bát tí phẩm ma lô a tha sắp ba ma hồ rát tình bút thô tập bát tí tê chất xa. Lặp lại lần nữa. Di qua tập bát tí a đi cho rát tình a pha tí chân đi ma san na thô khát tí yô tập bát tí cha di tập bát tí phẩm ma lô a tha sắp ba ma hồ rát tình bút thô tập bát tí tê chất xa. Đọc vậy là đọc khù người ta mời đọc chỗ này dễ bị đứt hơi lắm. Đây quý vị có thể chia ra làm ba, bởi vì một lần hai câu như vậy, nhưng mà cuối cái câu số 2 nó đều là trường âm ha, nó đều là trường âm, cho nên quý vị đọc rất là vô tư. Đi qua tapati a đi chô rát tinh a pha đi chân đi ma. Chữ ma này quý vị có thể dừng chứ không phải đọc tới chữ ma hụt hơi ha, đọc tới chữ ma kéo dài. Rồi tiếp tục. Sannatho khattiyo tapatichayi tapatibrahmano. Chữ no này kéo dài, dừng. Dừng mà tới no, thở, thở cái khì, không được. Tức là tới chữ no này, quý vị kéo dài ra và dừng lại. Rồi tới câu 5, câu 6. Athasabbamahorattin buddho tapatitte jasa. Rồi như vậy câu này rất dễ chứ không có khó. Mà nếu đọc một hơi, đó là đọc để hù người ta chơi vậy. Chứ thật sự quý vị mà đọc một hơi đứt bóng rồi, hồi đó đừng có nói ô ta bắt vô cũng đứt, rồi cũng đứt bóng luôn. Cố gắng nghe, đọc ba hơi đi cho nó vô từ. Ba hơi rất dễ ha. Đi qua tapati a đi cho rát tình a pha ti chân đi mà san na tho khát ti yo tapati cha di tapati brahmano athasabbamaho rát tình buddho tapati te chasa. Nhớ nha. Tức là cuối câu dừng lại thì kéo dài ra, chứ không có cuối câu cái đọc giống như hụt hơi no ma rồi sa
giảng được ha, đọc cho nó hùng chút. Đó là dụng kinh ha. Bây giờ qua dụng kệ chúng ta đọc sao đây. Câu tam từ tương đối quá dễ ha. Tam từ thì chúng ta chia làm 2, 4, 4. Điều qua ta ba ti a đình chô ra ti nga pha ti chân đi mà sanh thô khát ti vô ta ba ti cha di ta ba ti brahm ma no a ta sa ba ma hô ra tình bồn thô ta ba ti tế cha sa. À, 4, 4 thì tương đối dễ ha. Đi qua ta ba ti a đình chô ra tinh a pha ti chân đi mà sanh la thô khan ti vô ta ba ti cha di ta ba ti pram ma no an tha sam ba ma ho ran tinh bun thô ta ba tỷ tê cha xà. Mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng sắc lì, thiền định sáng pháp chí, còn hào quang Đức Phật chói sáng cả ngày đêm. Rồi bây giờ mời Xích Meta Xích Kem. Yeah. Trước hết còn kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Dạ. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin phép trả bài câu pháp cú 387 ạ. Đi qua ta ba ti a đích cho rắc tình a pha ti chanh đi mà sanh nát thô khách ti vô ta ba ti cha di ta ba ti brahmano a tha sap ba ma ho rắc tình bút thô ta ba ti tê cha sa. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Đí đoạn âm qua trường âm thông thường, tá ba tí là ba đoạn âm, a trường âm thông thường, đích trường âm nhấn, chô trường âm thông thường, rắc trường âm nhấn, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a pha hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, chanh trường âm nhấn, đí đoạn âm, ma trường âm thông thường. Đi qua ta ba tí a đích chô rắc tinh a pha tí chanh đi ma. Dạ, con phân tích câu 3 và câu 4. San, nát là hai trường âm nhấn. Thô, trường âm thông thường. Khắc, trường âm nhấn. Tí, đoạn âm. Vô, trường âm thông thường. Tá, bá, tí là ba đoạn âm. Cha, di, hai trường âm thông thường. Tá, bá, tí, ba đoạn âm. Râm, trường âm nhấn. Má, đoạn âm. Nô, trường âm thông thường. San nát thô khắc tí vô ta ba tí trà di ta ba tí brahmano. Con phân tích câu 5 và câu 6. Á thá là hai đoạn âm, sắp trường âm nhấn, bá má là hai đoạn âm, hô trường âm thông thường, rách trường âm nhấn, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, tá bá tí ba đoạn âm, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, sa trường âm thông thường. Á thá sắp bá ma, con xin đọc lại. Á thá sắp bá ma hồ rắc tình bút thô tá bá tí tê chá sa. Dạ, con xin đọc lại hết bài. Đi qua ta ba ti a đích chô rắc tình a pha ti chanh đi mà sanh nát thô khách
ti yo ta ba ti cha yi ta ba ti brahmano atha sap ba ma ho rat tin bút thô ta ba ti te ra sa đi qua ta ba con đọc lại đi qua ta ba ti a đích cho rat tin a pha ti chanh đi ma san nát thô khách ti vô ta ba ti cha di ta ba ti brahmano atha sap ba ma ho rat tin bút thô ta ba ti tê cha sa. Mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng sắc ly, thiền định sáng phạm chí, còn hào quang Đức Phật chói sáng cả ngày đêm. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã đọc xong, có chỗ nào sai thì con kính xin Ngài sửa cho con. Và con kính mời người kế tiếp ạ. Alo, 123, 123. Sa thú Sít Mít Ta. Rất là ổn định ha, rõ ràng ha, chính xác. Nhưng mà đây chúng tôi đưa tài là muốn nhắc Huynh An Trần. Huynh An Trần, chú ý ha, bài vở mà Huynh đưa lên á, câu số 2, nếu mà đọc như vậy thì nó không có trùng hợp với cái bài chúng tôi đưa lên. Câu số 2, rất tin a pha tí chân đi mà. Nhưng mà Huynh đưa cái bài của Huynh lên là rất tí mà pha tí, rất tí mà pha tí, tức là nó dính liền nhau. Mà dính liền nhau như vậy thì tại vì cái cách đọc nó khác. Thì mong rằng nếu mà Huynh đưa bài lên, điều đó rất tốt, bởi vì để đạo tràng cùng thấy. Nhưng mà đưa bài lên thì phải thống nhất. Rất tinh a pha tí chanh đi mà. Câu số 2, nếu mà Huynh mà đưa lên rất đi mà pha tí thì nó cái giọng đọc nó khác. Rồi Huynh quan hỷ ha, quan hệ dùm cho câu số 2. Hoặc là nếu mà muốn đưa bài lên thì copy cái bài này đưa lên. Chứ bây giờ Huynh đưa lên một cái bài mà nó khác cái bài này thì sẽ bị chọi. Rồi, quý vị quan hệ ha, nhất là Huynh An Cần. Rồi bây giờ mời Sít Game. Con xin kính chào Sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Sư nói con nghe cô mít tà đó đọc khí giới sáng sắc ly. Sắc ly hay sắc lị vậy sư? Con không biết hả, con thắc mắc vậy thôi. Thôi để con trả bài Kinh Pháp Cú câu 387. Con tiếng Việt dịch con nghe hình như sắc lị á. Sắc sắc giá sắc lị nguyên âm thôi, sắc lị sắc ly hay sắc mê ly gì cũng được, phải không sư? Nó dịch theo cái âm điệu thôi chứ đâu có nghĩa gì đâu, con nghĩ rằng vậy. Dạ con xin quý vị có nghe rõ không? Không biết tại sao cúc màn hình của con chỉ là có phần nửa thôi, để con chỉnh thôi coi nó bị gì chưa. Dạ, quý vị nghe rõ ha, tôi nghe rõ ha. Dạ, dạ con xin trả bài à. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 387. Đi hòa ta phê tí à đích chô rắc tiền à phà tí chăm đi mà. Sành nát thô khắc tí dô ta phê tí chà dì ta phê tí râm ma nô. Á thác sắp ba ma hồ rắc tiền bút thô ta phê tí tê chá xà. Câu này dài quá, linh thêm 6 câu lần. Đi hòa ta phê tí à đích chô rắc tiền à phà tí chành đi mà. Sành nát thô khắc tí dô ta phê tí chà dì ta phê tí bàm ma nô. Á ca sắp ta ma hồ rắc tiền bút thô ta phê tí tê chá xà. Phân tích câu 1, câu 2. Đi đoạn âm qua trường âm thông thường. Tá phá tí
ba đoạn âm a trường âm thông thường, đích trường âm nhắn, chô trường âm thông thường, rắc trường âm nhắn, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a pa hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, chanh trường âm nhắn, đí đoạn âm, ma trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2 và phân tích câu 3, câu 4. Đi qua ta phát tí a đích, đi qua ta phát tí a đích chô rắc tiên a pa tí chanh đi ma. Sanh nát thô khắc tí vô táp tí trà dì táp tí rầm má nô. Sanh trường âm nhắn, nát trường âm nhắn, thô trường âm thông thường, khắc trường âm nhắn, tí đoạn âm, vô trường âm thông thường, tá phá tí ba đoạn âm, trà dì hai trường âm thông thường, tá phá tí ba đoạn âm, rầm trường âm nhắn, má đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4. Sanh nhắc thô khắc tí vô táp tí trà dì táp tí rầm má nô. Phân đọc và phân tích câu 5, câu 6. Á thá sắp ba má hồ rắc tiền bút thô táp tí tề chá xa. Á thá hai đoạn âm, sắp trường âm nhắn, bá má hai đoạn âm, hồ trường âm thông thường, rắc trường âm nhắn, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút trường âm nhắn, thô trường âm thông thường, tá phá tí ba đoạn âm, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, xa trường âm thông thường. Đọc lại câu 5, câu 6 và đọc lại nguyên bài. Á tha sắp ba ma hồ rắc tiền bút thô tá phá tí tê chá xa. Đi hòa tá phá tí a đích chô rắc tiền a pa tí chanh đi ma. Sanh nát thô khắc tí vô tá phá tí trà dì tá phá tí rầm ma nô. Á tha sắp ba ma hồ rắc tiền bút thô tá phá tí tê chá xa. Có cần đọc lại thêm lần nữa không ta? Hơi đọc lại thêm lần cho chắc ăn đi ha. Như lại con người ta nghe cho rõ. Bài Lê Thê thứ 6. 6 dòng. Đi hòa ta phê tí à đích chô rắc tiền à pa tí chanh đi mà. Sanh nát thô khắc tí vô ta phê tí trà dì ta phê rầm ma nô. Á thá sắp ta ma hồ rắc tiền bút thô ta phê tí tê chá xa. Bây giờ tới ca kệ. Đi qua ta pha ti ta đít chô rạc ti na pha ti chanh đi mà. Sành na thô khắc ti do ta pha ti chà di ta pha ti ramano. A khắc sam ba ma hô rắc tiền bục thô pha ti tê cha sa. Trời ơi, thích hà làm gì đua hình ghê vậy ta. Không coi đâu đi, để kể thêm lần nữa cái đã. Đi qua ta pa ti a dit cho rak ti na pa ti chan di ma san nak tho khak ti yo ta pa ti cha di ta pa ti ramano a ka sa pa ma ho rak tin buk tho ta pa ti te cha sa. Mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng sắc lị, thiền định sáng phạm chí, còn hào quang đức Phật chói sáng cả ngày đêm. Trời, xứ Hà cái thích cái mặt, cái thằng mặt đen này ha, cầm cái bánh hơi này không biết gì nữa. Sư con có sai sư sửa cho con nghe sư. Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa hình ảnh gì đó, đọc không có hiểu nữa. Dạ, xin mời quý vị kế tiếp ha. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 387. Đi và ta pa ti a đích chô rát tình a pha ti chanh đi mà. Chanh nát thô khắc ti yô ta pa ti cha di ta pa ti trầm ma nô. A tha sát ba ma hô rát tình bút thô ta pa ti tê cha sa. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Lý đoạn âm và trường âm thông thường, tá tá tí ba đoạn âm, a trường âm thông thường, đích trường âm nhấn, chô trường âm thông thường, rát trường âm nhấn, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a pha hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, chanh
trường âm nhấn Đí đoạn âm, Ma trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Đi và ta ba ti a đích chô rát tình a pha chanh đi mà. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Nát hai trường âm nhấn, Thô trường âm thông thường, Hát trường âm nhấn, Tí đoạn âm, Vô trường âm thông thường, Tá tá tí ba đoạn âm, Cha di hai trường âm thông thường, Tá tá tí ba đoạn âm, Brahm trường âm nhấn, Má đoạn âm, Nô trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Xanh nát thô khát ti yô ta ba ti cha di ta ba ti Brahm ma nô. Con xin phân tích câu 3, câu 5, câu 6. Á thá hai đoạn âm, Sát trường âm nhấn, Bá má hai đoạn âm, Hô trường âm thông thường, Rát trường âm nhấn, Tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Bút trường âm nhấn, Thô trường âm thông thường, Tá tá tí ba đoạn âm, Tê trường âm thông thường, Chá đoạn âm, Ta trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 5, câu 6. A tha sát bố rát tình bút thô ta ba ti tê chát ta. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 387. Đi và ta ba ti a đích chô rát tình a pha ti chanh đi mà. Xanh nát thô khát ti dô ta ba ti cha di ta ba ti rầm ma nô. A tha sát ba ma hồ rát tình bút thô ta ba ti tê chát ta. Đi và ta pa ha ti a đích chô rát tình a pha ha ti chanh đi ma. Xanh nát thô khát ti dô ta ba ti cha di ta pa ha ti rầm ma nô. A tha sát ba ma hồ rát tình bút hồ tạp hà ti tê cha sa. Mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng sát lị, thiền định sáng phạm trí, còn hào quang Đức Phật chói sáng cả ngày đêm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư sửa cho con, và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Đi qua ta bát ti a đích chô rát tình a pha ti chan đi ma. San nát thô khát ti yo tapati cha di tapati brahmano. Atha sap ba ma ho rat ting but tho tapati te cha sa. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Đí là đoạn âm, qua trường âm thông thường, tá bá tí là ba đoạn âm, a là trường âm thông thường, đích là trường âm nhấn, chô là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a pha là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, ma là trường âm thông thường. Đi qua ta bát ti a đích chô rát tình a pha ti chan đi ma. Câu 3, câu 3 và câu 4 ạ. San nát là hai trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, khát là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, tá bá tí là ba đoạn âm. Cha di là hai trường âm thông thường, tá bá tí là ba đoạn âm, Brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. San nát thô khát ti yo tá bá tí cha di tá bá tí Brahm ma nô. Á thá là hai đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, bá má
là hai đoạn âm, hô là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, tá bá tí là ba đoạn âm, tê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường. Đi qua ta bát ti a đích cho rát tình a pha ti chan đi ma san nát thô khát ti dô ta bát ti cha di ta bát ti pram ma no a tha sắp ba ma hồ rát tình bút thô ta bát ti tê chát sa. Đi qua ta ba ti a đích cho rát tình a pha ti chan đi ma san nát thô khát ti yo ta pa ti cha di ta pa ti brahmano a tha sap pa ma ho ra ting buddho ta pa ti te cha sa. Mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng sát lị, thiền định sáng phạm trí, còn hào quang Đức Phật chói sáng là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong. Dạ. Con kính tri ân sư, cảm ơn Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, con có sai, con kính nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, kính mời, thân mời Hà. Dạ, cảm ơn chị Ngân. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng và con xin chào bà. Đi qua tập ba ti a đích chô rách tình a pha ti chàn đi mò sàn nát thô khát ti yô tập ba ti chà di tập ba ti brahmano át tha sắp ba ma hồ rách tình bút thô tập ba ti tề cha sa. Đi qua tập ba ti a đích chô rô ràn đi đi mà. Đi là đoạn âm qua trường âm thông thường. Tá ba tí là ba đoạn âm a trường âm thông thường. Đích là trường âm nhấn chô trường âm thông thường. Rát trường âm nhấn tinh trường âm đọc theo dạng nguyên âm a pha là hai trường âm thông thường. Tí đoạn âm chan trường âm đí đoạn âm ma trường âm thông thường. Đi qua tắp ba ti a đích chô rắp tình a pha ti chàn đi mà. Câu 3-4 san đắt san đắt san đắt thô khát ti yô tắp ba ti chà di tắp ba ti brahmano san trường âm nhấn, san nát là hai trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, khát trường âm nhấn tí, đoạn âm vô trường âm thông thường, tá bá tí là ba đoạn âm, cha trường âm cha di là hai trường âm thông thường, tá bá tí ba đoạn âm, brahm trường âm nhấn má, đoạn âm nô trường âm thông thường, san nát thô khát ti yô tát ta ti cha y tát ta ti brahmano. Câu 5-6 attha sabba ma ho rap tình buddho ta ba ti te cha sa. At trường âm nhấn, thá đoạn âm, sáp âm nhấn, bá má hai đoạn âm, hô trường âm thông thường, rap rát trường âm nhấn, tinh trường âm đọc theo dạng nguyên âm, bút trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, tá bá tí là ba đoạn âm, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, sa trường âm thông thường, attha sap
Bama ho rat tin butto tabati te chasa. Con xin đọc lại. Đi qua tapati a dit jo rat tin a pha ti chan di ma. San nat tho khat ti yo tapati cha yi tapati brahmano. Attha sap bama ho rat tin butto thổ ta ba ti tê cha sa. Mặt trời ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khi giới sát xá lị, thiền định sáng phạm trí, còn hào quang đức Phật chói sáng cả ngày đêm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Đi qua ta ba ti a di cho ratin a pha ti chan di ma sanatho khen ti yo tapa ti chay tapa ti brahmano atha sabba maho ratin tapa ti te cha sa. Dạ con có sai xin đạo tràng và kính xin sư chỉnh sửa và con xin trao mic lại cho chị Tina. Dạ thưa con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Chúa Đức và quý cô trương nữ, con xin và đạo tràng con xin đọc bài. Ti wa tapati a ti chu rat tin apati chan di ma sannatho khati yo tapati jayi tapati brahmano atta sampat maho rattin buddho tapati te jasa tiwa tapati adicho rattin sannatho khati yo tapati jayi tapati brahmano atta sampat maho rattin tìm bút thù tát bát ti tề chát xà. Con xin phân tích tổng một và tổng hai. Ti hòa tát bát ti qua trường âm thông thường tát bát ti ba đoạn âm a trường âm thông thường ti trường âm nhấn cho trường âm thông thường đắt trường âm nhấn tim trường âm đọc theo giọng nguyên âm a trường âm thông thường pha trường âm thông thường tí đoạn âm chân trường âm nhấn tí đoạn âm ma trường âm thông thường đoạn ba tiếp tiếp qua tắp ba tí a tí chô rắc tình áp ba tí chân đi ma đoạn ba và đoạn bốn sanh nắp thù khách tí vô tắp ba tí chà gì tắp ba tí brahmano sang trường âm nhấn nát trường âm nhấn thu trường âm thông thường khát trường âm nhấn tí trường âm tí đoạn trường âm thông thường táp bát tí ba đoạn âm cha di hai trường âm thông thường táp bát tí ba đoạn âm brum trường âm thông thường má đoạn âm no trường âm thông thường cha di táp bát tí bầm má no xin lỗi sanh sanh nát thù khát tí yo tát bát tí cha di tát bát tí bầm ma no đoạn năm và đoạn sáu át thất sam bát ma hồ rát tìm bút thù tát bát tí tề cha sa át thá hai đoạn âm sắp trường âm nhấn bá má hai đoạn âm hô trường âm thông thường rát trường âm nhấn tim trường âm đọc theo giọng nguyên âm bút trường âm nhấn thu trường âm thông thường tát phát đoạn tí ba đoạn âm tê trường âm thông thường trát đoạn âm sa trường âm thông thường atasam bát ma hồ rát tình bút thù tát bát tí tê chát sa. Con đọc lại tí hòa tát bát tí tí an áp pa tí chăn đi ma sang nắp thù khắp tí yô tắp bát tí chà yì tắp bát tí bàm mà nô át thá sâm bát mà hồ lắp tình bút thù tắp bát tí tê chá xa.
Dạ thưa con xin kệ. Diwa diwa ta pa ti a din cho ra tin a pa ti chan di ma san nan thu khan ti yo ta pa ti cha ni ta pa ti pam ma no an tha sam pa ma hu ran tin pu thu ta pa ti te cha sa. Mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khi giới sáng sắc ly sắc lị, thiền định sáng phạm trí, còn hào quang Đức Phật chói sáng cả ngày đêm. Dạ thưa con xin cảm ơn, có gì ngài sửa giùm cho con, mà con kính chào đạo tràng. Dạ. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính lễ toàn thể quý đạo hữu. Dạ, sau đây con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 387. Đi hòa ta bắt ti à đi vô rắp tình áp à ti chành đi mà sành ma nồ khắp ti vô ta ba ti trà gì ta ba ti rằm át tha sắp bà ma hồ rắp tình bút thồ ba ta để cha già đi hòa ta ba ti đi hòa ta ba ti à đi chồ rắp phà ti chần đi mà đi hòa ta ba ti à đi chồ rằn rắc ti rắc tình à ác tình à phà ti chần đi mà. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Đí là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, tá bá tí là ba đoạn âm, a trường âm thông thường, đít là chô là trường âm đọc theo cái trường âm thông thường, rắc trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a pa là trường hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, chăng chanh là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, ma là trường âm thông thường. Đi hòa ta ba tí à đi chô rắc tình à phà tí chành đi mà sành sành ná thồ khách tí dồ ta ba tí trà di ba tí ta ba tí rằm ma nồ sành ma sành ma sành ná nồ ba tí dồ ta ba tí trà di chà gì ta ba ti rằm ma nồ. Dạ, sanh là trường âm nhấn, nát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, khá khách là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, tá bá tí là ba đoạn âm. Cha di là hai trường âm thông thường, tá bá tí là ba đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, sành sành ná thồ khách tí dồ bá tá bá tí cha di tá bá tí râm má nô. Dạ con xin đọc câu số 5 và câu số 6. Ách tha sắp bà má hồ rắc tình bút thồ bát tá bá tí tề cha xà. Ách
Tha sắc ba ma hồ rất tình bút thồ ta ba ti tề cha xà. Dạ, ắt là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, má là đoạn âm, hô là trường âm thông thường, rắc là trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm chấn, thô là trường âm thông thường, tá, bá, tí là ba đoạn âm, tê là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc hết nguyên câu, nguyên bài. Đi mà táp bá, đi mà táp bá tí à, đi chồ rắc tình à phà chi tí chần, đi mà sành má nồ khách tí dồ táp bá tí chà gì táp bá tí rầm má nồ ác thá sắp bà ác thá sắp má hồ rắc tình bút thồ táp bá tí tề cha già. Mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng sát lị, thiền định sáng phạm trí, còn hào quang Đức Phật chói sáng cả ngày đêm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con cũng xin kệ. Đi qua ta ba ti a chi ti trô răng tin áp tha ti chân ti ma tâm bút khá ti vô ta ba ti cha di ta ba ti ram ma no ắt ta sam ba ma ho rắc tình buồn thô ta ba ti tê cha sa. Dạ, con đã học bài xong. Dạ, con xin ngài chỉnh sửa giúp giùm cho con và đạo tràng chỉnh sửa giúp giùm cho con ạ. Dạ, con cảm ơn cô Tâm Hạnh và con cảm ơn quý đạo hữu Tâm Hạnh và anh Trần đã bóc bót bài và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính cảm ơn ạ. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ chư đại đức tăng, con chưa không thấy ở trong này. Con mến chào tất cả cô tu nữ, mến chào Phật tử và kính cảm ơn các vị đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 387. Đi qua tapati a nicho rat tình à và ti chành đi mà sành nát thổ khát ti yo bát ti ta ta bát ti cha chi ta bát ti brahmano a tha sap pa ma ho rát tình bút thổ ta bát ti tề cha sa. Dạ, con xin phân tích chữ
anh chị em trong đạo tràng. Đạo hình lâu quá vô rung thành thứ, dạ, cũng hơi lớn con. Dạ. Xin quý vị niệm tình tha thứ. Và xin đọc câu pháp cú 3587. Dạ. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bốt bài. Đi qua tát bát tí a đít chô rát tình a phà tí cần đi mà sanh a thô khát tí dô tát bát tí cha di tát bát tí phà má nô át hà sắc bà má hồ rát tình bút thô tát bát tí tề cha xa. Con xin đọc lần nữa cho nó trơn tru. Đi qua ta bát tí a đức chô rắc tình a pha tí cành đi mà sanh na thô khách tí vô ta bát tí cha di ta bát tí pra má nô ách thà sắp ba má hô rắc tình bút thô ta bát tí tê cha xa. Là hôn sinh trẻ đi qua ta ba ti a đi chôn rập tình a pha ti khinh đi mà san na thô khát ti vô ta ba ti cha di ta ba ti ba cha di ta ba ti pra ma no a tha sap ba ma ho ra tin tắt này a tha sa ba ma ho ra tin bút thô ta ba ti te cha sa. Dạ, và bản chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu là mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng sắc lị, thiền định sáng phạm trí, còn hào quang Đức Phật chói sáng cả. Dạ xin lỗi cô, dạ chói sáng cả ngày đêm. Dạ cô Nhật Quỳnh rất nhiều và cảm ơn đầu trang, xin tạ ơn mọi người, cảm ơn tạ ơn sư, chúc quý vị thân tâm an lạc và chúc mừng Giáng sinh. Dạ đạo sinh xuống xuống ít nhường lại cho người khác. Alo, dạ quý vị có nghe không ạ? À? Dạ cảm ơn đã cho kính hiệu ạ. À. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư chú Đức và quý sư tăng, con kính lễ các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin trả bài câu pháp cú 387. Dạ xin mời post bài ạ. À. Dạ, đi qua papati a di chờ gấp tình a pha tí chành di mà sàm nắp thờ khắp tí dô tắp bắp tí trà dì tắp bắp tí phẩm má nồ á thác sắp ba má hồ rắp tình bút thờ tắp bắp tí chê chá xà đi hòa tắp bắp tí à đi chờ rắp tình a pha tí chành di mà sàm nắp thờ khắp tí dô tắp bắp tí trà dì tắp bắp tí phẩm má nồ á thác sắp ba má hồ rắp tình bút thờ tát tát tí tề cha xà. Dạ xin phân tích câu 1 và câu 2. Đi hòa tát tát tí à đi chờ rắp tình à và tí chành đi mà. Đí là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, tá tá tí ba đoạn âm, a trường âm thông thường, đích trường âm nhấn, chô trường âm thông thường, rắp trường âm nhấn, thương trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a pha hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, chan trường âm nhấn, đí đoạn âm, ma trường âm thông thường, đi qua tát tát tí a đít chô đáp tình a pha tí chắc đình chan dí na. Dạ câu số 3 và câu số 4.
sanatho kapiyo tapati cha yu tapati pamano. Sana hai trường âm ngắn, thô trường âm thông thường, khát trường âm ngắn, tí đoạn âm, vô trường âm thông thường, tá tá tí ba đoạn âm, cha yu hai trường âm thông thường, tá tá tí ba đoạn âm, và tam trường âm nhấn, má đoạn âm, nô trường âm thông thường, san nát thô khắp tí vô tát tát tí trà dù tát tát tí vầm má nô. Dạ, câu 5 và câu 6. Áp thá sắp bá má hồ rắc tình bút thô tát tát tí tề chá xà. Áp áp thá hai đoạn âm, sáp trường âm nhấn, bá má hai đoạn âm, hô trường âm thông thường, ráp trường âm nhấn, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, tá tá tí ba đoạn âm, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, sa trường âm thông thường, áp thá sắp ba má hồ ráp tình bút thô tá tá tí tề chá xà. Dạ, xin đọc lại câu pháp cú 387. Đi hòa tát tát tí a vít chô rát tình a phà tí chàn vi mà. Sa nát thô khắp tí dô tát tát tí chà dù tát tát tí bàm má nô. Á thá sát bá má hồ rát tình vút thô tát tát tí tê chá xà. Dạ xin đọc. Mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng sắc nghị, thiền định sáng phạm chí, còn hào quang Đức Phật chói sáng cả ngày đêm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ xin đọc kệ ạ. Diwa ta pa ti a di cho da ti nga pha ti chan di ma sanatho kha ti yo ta pa ti cha yi ta pa ti pam ma no. Atha sap ba maho rating buddho tappa ti te cha sa diwa tappa ti adicho rating apa ti chan di ma sanatho kha ti yo tappa ti chayu tappa ti pammano. Atha sabba maho rating buddho tappa ti te cha sa. Dạ con xin hết. Dạ có gì sai nhờ sư chú Đức và đạo tràng sửa giùm con ạ. Cảm ơn sư Đức Quỳnh đã post bài. Dạ con xin xuống mic và xin nhường vị kế tiếp ạ. Alo, alo. Con xin sám hối với đạo tràng, cái máy của con nay làm sao nó cứ ao ra ao vào, thì con thôi con dịch máy của An Trần vậy. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý Chư Tôn Đức Tăng và các cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 387 ạ. Đi qua Tapati Adik Chô Rat tình a pha ti chan a pha ti chan di ma san nat tho khati yo tapati tha chi tapati brahmano athasat bama ho rat tình bút tho tapati te cha sa di wa tapati a di cho rat tình a pha ti chan di ma san nát thô khát ti yo tapati tha chi tapati brahmano athasappamana sappamaho rat tình bút thô tapati te cha sa. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Di wa tapati
a đích chô ra tình a phà ti chàn đi mà. Đi là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, pá pá tí là ba đoạn âm, a là trường âm thông thường, đích là trường âm nhấn, chô là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, chăn là trường âm nhấn, đi là đoạn âm, ma là trường âm thông thường ạ. Câu 3, câu 4 ạ. Sannatho khati yo tapati tha chi tapati brahmano. Sannat là hai trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường. Khát là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, yo là trường âm thông thường, tá bá tí là ba đoạn âm ạ. Tha chi là hai trường âm thông thường, tá pá tí là ba đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường ạ. Câu 5, câu 6 ạ. Atha sát ba mát hồ ra tình bút thổ tá pá tí tê chá xạ. Atha là hai đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, bá má là hai đoạn âm, hô là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Bút là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, tá pá tí là ba đoạn âm, tê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường ạ. Con xin đọc lại cả bài ạ. Đi qua tá pá tí à đi chô rát tình a phà tí chàn đi mà san nát thổ khát ti yo ta pa ti tha chi ta pa ti brahmano atha sa pa ma ho ra tình bút thổ ta pa ti tê cha sa. Mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng, sát lị thiền định sáng phạm trí, còn hào quang Đức Phật chói sáng cả ngày đêm. Con xin kệ. Đi qua tapati adik chora ting avati chandi ma sanato khati yo tapati tha chi tapati brahmano atha sabama horat ting Buddho tapati te cha sa diwa tapati adik chum rating afati chandima sanato khati yo tapati tha chi tapati brahmano atha sapama horat ting Bụt thô ta pa ti tê cha sa. Con kính tri ân sư và đạo hữu đã nghe con, và xin sư và quý đạo hữu sửa cho con. Hôm nay cái máy của con nó bị làm sao, con làm phiền mọi người quá. Cái thân kính mời Giang Nhật Hà, con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, hình như là huynh An Trần trước, nhưng mà chắc là huynh bấm sao cái bàn tay nó cứ ra vô, cho nên chắc con lấy tới phiên trước. Dạ, xin lỗi huynh. Dạ, con xin đọc bài Pháp Cú 387 hôm nay. Đi qua tapati adicho ratting a pha ti chan di ma san nát thô khát ti yo tapati cha di tapati brahmano athasap bamaho ratting bút thô tapati te chasa. Thì con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Đi đoạn âm, qua trường âm thông thường, tá, bá, tí là ba đoạn âm, a là trường âm thông thường, đích là trường âm nhấn, chô là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a pha
là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, chanh là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, ma là trường âm thông thường. Đi hòa ta bát tí à đi chô rát tình à phà tí chanh đi mà. Và câu số 3 và câu số 4. San nát thô khách tí dô ta bát tí chà dì ta bát tí brahmano. San nát là hai trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, khách là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, tá, bá, tí là ba đoạn âm, cha, di là hai trường âm thông thường, tá, bá, tí là ba đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, no là trường âm thông thường, san nát thô khách ti yo tapati cha di tapati brahmano. Và câu số 5 và câu số 6. Á là đoạn âm, thá là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, bá, má là hai đoạn âm, hô là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, tá, bá, tí là ba đoạn âm, tê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường. Athasappamaho rattin buddho tapatite chassa. Dạ con xin đọc lại ạ. Diwa tapati adicho rattin afati chandima sanatho khat tiyo tapati cha yi tapati brahmano athasappamaho rattin buddho tapatite chassa. Mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng sát lị, thiền định sát sáng phạm chí, còn hào quang Đức Phật chói sáng cả ngày đêm, là bản dịch Việt của Hòa thượng Thích Minh Châu. Di wa ta pa ti a di cho rat tin a pa ti chan di ma. Sanatho khát ti yo tapati cha yi tapati brahmano. Athasappa maho ratting buddho tapati te cha sa. Dạ con đã đọc xong, có sai con nhờ sư và đạo tràng sửa giùm con. Dạ cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài và dạ, con xin mời cô niệm từ ạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính lễ bà quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Phục Hạnh. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết rõ, âm thanh rõ. Dạ, niệm từ xin phân tích và đọc bài Pháp Cú 387. Dạ, câu số 1 và câu số 2. Di wa tapati adicho rattin afati chandima. Câu số 1, tí là đoạn âm, wa là trường âm thông thường, tá bá tí là ba đoạn âm, a là trường âm thông thường, dik là trường âm nhấn, cho là trường âm thông thường. Và câu số 2, rat là trường âm nhấn, tin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a pha là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, chanh là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, và ma là trường âm thông thường. Đí wa tapati adik cho rat tin a pha ti chanh đi ma. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. San nát là hai trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, khát là âm nhấn, tí là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, tá bá tí là ba đoạn âm. Câu số 4, cha di là hai trường âm thông thường, tá bá tí là ba đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, no là trường âm thông thường.
sannatto kattiyo tabati chayi tabati brahmano. Dạ con xin phân tích câu số 5 và câu số 6. Á thá là hai đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, bá má là hai đoạn âm, hô là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, tin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 6, cút là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, tá bá tí là ba đoạn âm, tê là trường âm thông thường, chá là trường là đoạn âm, sa là trường âm thông thường. Á thá sắp ba ma hồ rát tin bút thô ta ba tí tê chá sa. Và con xin đọc lại câu 387. Đi và ta ba tí a đi chô rát tin a pha tí chân đi mà san nát thô khách ti yo ta ba tí chá yi ta ba tí brahmano. Á thá sắp ba ma hồ rát tin bút thô ta ba tí tê chá sa. Mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng sắc lì, thiền định sáng phạm chí, còn hào quang Đức Phật chói sáng cả ngày đêm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ câu pháp cú 387. Diva tapati adik jo ratina fati chandi ma sanat tho kan tiyo tapati chayi tapati pamano. Ấn tha sâm ba ma hô rát tin bút thô ta ba ti tê cha sa. Dạ con đã phân tích xong, con có sai mong ngài và đạo tràng sửa lại dùm con. Và kể xong, và xin rất là cảm ơn đạo tràng. Bây giờ mình từ xin mời bàn tay của Minh An Trần. Dạ Nam Mô Buddhaya. Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào quý đạo hữu. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 387. Đi và ta pa ti a di chô rát tin a pa ti san di ma. Dạ, con xin phân tích câu số 1. Đi và đi là đoạn âm, và là trường âm, ta pa ti là ba đoạn âm, adicho là ba trường âm, rattin là hai trường âm, abba là hai trường âm, tí là đoạn âm, chandima chan là trường âm, tí là đoạn âm, ma là trường âm. Con xin đọc câu số 3 và câu số 4. Sanato katiyo tapati jayi tapati dhammano. Sanato katiyo tapati jayi tapati dhammano. Sanato là ba trường âm, kat là katiyo kat là trường âm, ti là đoạn âm, yo là trường âm, tapati là ba đoạn âm, cha di là hai trường âm, tapati là ba đoạn âm, ram ma no, ram là trường âm, ma là đoạn âm, no là trường âm. Con xin đọc câu số 5 và câu số 6. Atha sabba ma ho rattin buddho tapati te chassa. Atha sabba ma ho rattin buddho tapati te chassa. Sắp là trường âm, ba ma hồ là ba đoạn âm, cách trình
là hai trường âm, bút thô là hai trường âm, tát át chí là ba động âm, tê giá sa, tê là trường âm, giá là động âm, sa là trường âm. Con xin đọc lại. Di pa ta pa ti a di cho rat tin a pa ti san di ma san na to ka ti yo ta pa ti ya di ta pa ti am ma no a ta sa ma ma ho rat tin bút to ta pa ti te sa sa di pa ta pa ti a di cho rat tin a pa ti san di ma san ta to ka ti yo ta pa ti cha di ta pa ti tam ma no at ta sa ba ma ho rat tin bút thô ta da ti te cha sa. Mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng, sát lị, thiền định sáng, phạm chí, còn hào quang Đức Phật, chói sáng cả ngày đêm. Dạ, con xin cảm ơn, con xin sư gia đạo tràng sửa cho con xin cảm ơn. Con mời đạo hữu kế. Alo, 123, 123. Đạo hữu Lan Lê ha, chờ một tí ha. Sa thủ huynh An Cần. Giọng đọc rất là rõ ràng. Đúng rồi, phân tích cái chỗ này. Sắp ba mô hồ rắp tình cái chữ này. Nếu mà huynh Giang Nhật Hà không chát lên thì có thể quý vị nói rằng chúng tôi nghe lầm, nhưng mà có người nghe rõ hơn. Huynh cho biết trường âm và đoạn âm, cái đó cũng rất là chính xác, ngắn, gọn, rõ ràng. Nhưng mà ở đây ba má hồ sắp ba má hồ rất tình, thì huynh nói rằng ba má hồ là ba đoạn âm, nhưng mà chữ hồ này á là một trường âm thông thường. Huynh Giang Nhật Hà chắc lên rất là trùng hợp với ý kiến của chúng tôi. Và cái chữ đầu là a tha hả, chứ không phải là a tha hả. A tha sắp ba ma hồ rắp tình, thì chữ hồ này là một trường âm chứ không phải là ba ma hồ là ba đoạn âm. Rồi xa thủ. Lần thứ hai huynh lên sinh hoạt có sự tiến bộ ha. Xa thủ huynh An Trần. Xin mời đạo hữu An Lê. Dạ, con xin kính lễ Ngài Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý sư cô, con xin đảnh lễ quý sư, con xin đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin chào quý đạo hữu, con là học viên mới, con xin đọc bài ạ. Đi qua tapati adicho ratin apati chandima sanat Tho kati yo tapati chayi tapati brahmano Atta sapa maho ratin butho tapati te jasa. Giờ con xin đọc lại. Diwa tapati adicho ratin apati chandima sanatho kati yo tapati jayi tapati brahmano atta sappamaho ratin buddho tapati je tapati te jasa. Dạ con xin phân tích bài. Di là đoạn âm, qua là trường âm, tapati là ba đoạn âm, là trường âm thông thường, dit là trường âm nhấn, cho là đoạn âm, rat là trường âm nhấn, tên là trường âm đọc theo nguyên âm, a là trường âm, appa
là trường âm, tí là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, đi là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, san là trường âm nhấn, ná là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, khát là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tí là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, tắp bá tí là ba đoạn âm, cha di là hai trường âm thông thường, tá tí là ba đoạn âm, bra là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm, áp thá là hai đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, bráp má là hai đoạn âm, hô là trường âm thông thường, bráp là trường âm nhấn, tên là trường âm đọc theo nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, tắp bá tí là ba đoạn âm, t là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường. Đi qua tắp bá tí a đi chô rát thiền a bá tí chan đi mà sa ngát thô khát tí yô tắp bá tí chà yì tắp bá tí brahmano át tha sappama hồ ra tiền bút thô tappati tê chát xa. Dạ con đã đọc xong. Con xin cảm ơn quý sư và quý đạo hữu. Sa thú Sĩ Lan Lê ha. Sĩ Như Quỳnh chờ một chút nha. Lần đầu tiên đến với đạo tràng, nghe được âm thanh và biết được giới tính, đây là một điều chúng tôi rất là hoan hỷ. Hình như đã nghiên cứu, đã học hỏi rất nhiều, giọng đọc rất là ổn định. Một bài dài như thế này mà đọc sai có một chỗ thôi, quý vị thấy chiếc này rất là căn bản ha. Đến và nghiên cứu, học hỏi, phân tích rất là chuẩn, nhưng mà sai có một từ. Quý vị biết rằng vị này sai cái từ nào? Alo, quý vị có theo dõi không? Quý vị thấy chiếc Lan Lê sai chỗ nào? Một chữ thôi. Một bài dài lần đầu tiên mà đọc như vậy là quá tuyệt vời rồi ha. Sao mà đi lạc vô đây mà xuất hiện mà thấy có những giỏi như thế này ha. Những cái vị mà chúng ta sinh hoạt thường xuyên. Đúng rồi, Sĩ Nhật Quỳnh a đích chô. Chữ chô này mà nói nó là đoạn âm khổ đế ha. A trường âm thông thường, đích trường âm nhấn và chô trường âm thông thường ha. Sao chứ trường tâm đó cha? Trường âm không phải ở âm là sao? Chị trường tâm chắc đang như chỗ này không hiểu. Trường âm thông thường không phải không phải đúng âm, đúng rồi. Chị Châu, đây là trường âm thông thường ha, chức năng lệ. Nhưng mà lần đầu tiên như vậy là tuyệt vời. Rất là hoan hỷ đón nhận những vị mới như là huynh An Trần này ha, Sĩ Lan Lê này. Có một sự tiến bộ, có một cái sự theo dõi bắt nghiên cứu và chúng tôi rất là hoan hỷ. Rồi thời gian không cho phép quý vị hoan hỷ ha, hôm nay lên sinh hoạt đông á, trong quá ít đó, bắt đầu từ coi như là chiếc kim nè ha, rồi tới chiếc thiền vũ, chiếc khà, chiếc tina, chiếc tịnh tâm, chiếc tâm phương, cô tu nữ duyên,
xích hồng mai, rồi xích thanh hoàng, xích kim nhung, xích niệm từ, huynh an trần, rồi xích lan lê, huynh giang nhật hà, huynh đạo huynh, vân vân. Wow, hôm nay qua trả luôn, quá đông, quá đông. À, xích mê ta đấy chứ. Thôi bây giờ chúng ta đi vào từ vựng ha. À, chúng ta đọc được nhưng mà phải hiểu ý nghĩa của những từ này. À, rồi câu đầu tiên: đi qua tapati adicho, đi qua tapati adicho. Câu đầu tiên này chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của ba từ này. Đi qua là một, tapati là hai, adicho là ba. Đi qua, à, đây là một trạng từ, có nghĩa là ban ngày. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy đi quá thì nó là một danh từ trung tính, và đi qua cũng có nghĩa là ngày. Còn đây đi qua nó là một trạng từ thì có ý nghĩa là ban ngày, ha. Đi qua là ban ngày. Rồi tapati, đây là một động từ số ít. Động từ này có ý nghĩa là chiếu sáng. Tapati là chiếu sáng. Từ thứ ba, adicho. Adicho do cái từ adicha. Adicha nó là một danh từ nam tính, akalanta pumlinga. À, nhưng mà adicha ở đây nó đứng làm chủ từ số ít, bathamang ekavachana vipatti, cho nên adicha biến thành adicho. Adicho là mặt trời. Vậy thì câu này có ý nghĩa là sao? Đi qua tapati adicho, mặt trời chiếu sáng ban ngày. Đi qua tapati adicho, mặt trời chiếu sáng ban ngày. À, mặt trời chiếu sáng ban ngày ha. Rồi bây giờ qua câu số 2. Câu số 2, rắc tin a pha ti chân đi mà. À, khi nãy thì huynh an trần á, viết chỗ này nó dính liền nhau. Rất ti mà pha ti chân đi mà, nếu chữ rất tin mà nó dính liền với a pha tí thì chúng ta phải đọc là rất ti mà pha ti chân đi mà ha. Nhưng mà ở đây thì chúng ta viết rời ra, viết rời ra. Chữ rất tin nó cũng là một trạng từ, có nghĩa là ban đêm, có nghĩa là ban đêm. Nhưng mà rất tí thì nó là một danh từ nữ tính. Rất tí có nghĩa là ban đêm. Rất tí có nghĩa là ban đêm. Rồi chữ a pha tí đây là một động từ ha, động từ số ít. À, có nghĩa là, cũng có nghĩa là chiếu sáng, cũng có nghĩa là tỏ rạng. Cũng có nghĩa là chiếu sáng. A pha tí rồi xong ha. Rồi chanh đi mà đây là một danh từ nam tính, akrantha pumlinga. Và chanh đi mà nó đứng làm chủ từ ha, bathama ekavachana vipatti. Ý nghĩa của chanh đi mà là mặt trăng. Vậy thì câu số 2 này, rất tin a pha thi chần đi mà, mặt trăng chiếu sáng ban đêm. Rồi, hai câu này ý nghĩa là như vậy. Xích kim có ý kiến. Rồi, xin mời.
Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin cảm ơn sư đã cho con có câu hỏi này. Sư, con thấy trong câu 1, câu 2 á, hai cái chữ Tapati và Apati. Apati thì nó đi với là ban ngày, là mặt trời. Apati là đi với chanh đá, chanh đí ma. Nó thuộc cái chữ chanh đá. Adiko là mặt trời, hay là cái có nghĩa của nó là Surya. Theo con nghĩ, con biết, con hỏi, con muốn hỏi sư là hai cái chữ Tapati và Apati. Thì khi mà Đức Phật dùng chữ này thì chữ Tapati có nghĩa là chiếu sáng, tức là chiếu sáng của mặt trời, cánh sáng của nó rất là mãnh liệt. Thành ra mặt trời chiếu sáng, nhưng mà Apati thì cũng tỏ sáng thế, nhưng mà nếu mà dịch theo đúng cố tiếng Việt Nam là soi sáng thôi sư. Tại ánh mặt trăng đâu có sáng bằng ánh mặt trời đâu, phải không sư? Hình ra thay vì Đức Phật dùng câu Đi Hòa Tapati A Đích Chô Rắc Tiên Tapati Chăn Đi Ma, Chăn Đi Ma, thì Đức Phật lại dùng Apati. Con nghĩ là Đức Phật muốn phân biệt cái sự sáng của mặt trời và sự sáng của mặt trăng nó khác nhau, nên Đức Phật đã dùng hai cái danh từ khác nhau là Tapati đi với Đích Chô và Apati đi với Chăn Chăn Đi Ma. Có phải vậy không sư? Theo con nghĩ thì như vậy đó. Tại vì cái mặt trời với mặt trăng, hai cái cường độ ánh sáng của nó không có bằng nhau à. Dạ con phải, con nghĩ có đúng không? Con xin cảm ơn sư trước và con xin trả máy lại cho sư à. Sa thủ sĩ kiềm thắc mắc như vậy cũng đúng thôi, bởi vì đây là một bài thơ. Mà một bài thơ thì dùng cái từ này lặp đi lặp lại thì nó nhàm lắm. Chữ Tapati, Tapa có nghĩa là thiêu đốt. Trong cái vấn đề pháp hành thì nó đây là thiêu đốt phiền não này. Trong 13 pháp đầu đà thì chữ Tapa này là thiêu đốt. Tức là nó có một cái sức nóng, nó làm cho ác bất thiện pháp coi như thiêu rụi, đốt cháy. Thì chữ Tapati và chữ Alpha cũng là tỏa sáng, cũng là chiếu sáng, cũng là rọi sáng. Nhưng mà thay đổi cái từ để cho bài thơ nó nghe dễ nghe hơn. Còn bây giờ ở trên chiếu sáng, ở dưới cũng chiếu sáng, thì coi như lặp đi lặp lại thì nó thành ra cái gì chứ không phải là bài thơ. Cho nên mà có những cái từ thay vì cái chữ Surya thì đây là Adicho. Thì nó cũng tùy. Câu văn câu thơ thì phải phong phú, chứ không lẽ là đi lặp lại hoài một cái động từ. Cho nên ở đây Tapati rồi Alpha tí cũng có nghĩa là tỏa sáng, chiếu sáng. Nếu mà trên chúng ta nói chiếu sáng, ở dưới cũng chiếu sáng. Sao mà nghèo nàn quá vậy? Phải dùng nhiều cái động từ, nhiều cái từ cho nó phong phú một bài thơ. Thì ý nghĩa ở đây để cho chúng ta thấy một bài thơ nó hay, tức là phải có một cái sự đảo qua đảo lại, đừng có trùng lặp, đừng có lặp đi lặp lại nghe nó nhàm. Đấy là như vậy đi. Rồi hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau, là ban ngày thì mặt trời tỏa sáng, ban đêm thì mặt trăng chiếu sáng. Tức là cái ánh nắng của mặt trời, rồi ánh sáng của mặt trăng, mỗi vị trí nó cho nó thích nghi. Ban đêm không có ai nói mặt trời hết, mà ban đêm người ta nói mặt trăng. Ban ngày thì không ai nói mặt trăng sáng hết, mà nói mặt trời sáng. Rồi, đại khái là như vậy ha. Câu số 3, thời gian coi như còn có 16 phút nữa thôi. Thông cảm đi bà con ơi. Sanatho Khattiyo Tapati. Câu số 3, Sanatho Khattiyo Tapati. Câu số 3 này có 3 từ. Sanatho, ở đây chúng ta thấy tiếp đồng ngữ sân ở phía trước.
Rồi nát thô do căn ngữ nát, căn là buộc, là cột. Buộc là cột. À, mà sanh nát thô ở đây nó là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính. Và được đứng làm chủ từ số ít. Bạch tham an, ê câu quá chân nào bị phát tí. Cho nên sanh nát thô có nghĩa là đã được khoác áo giáp. Đã được khoác áo giáp hay là trang bị coi như hay là dùng cái câu mà y phục chỉnh tề đó, tức là đã trang bị đầy đủ, khoác lên người một bộ áo quần của nhà binh. Nhưng mà áo quần của nhà binh đây là thuộc về dòng Khattiyo của vua chúa. Khattiyo do từ Khattiya, nó là một danh từ nam tính, Akaranta Pumlinga. Và Khattiya này được đứng làm chủ từ số ít, Bathama Ekavachana Vipati. Cho nên Khattiyo có nghĩa là vị vua hay là cái vị mà thuộc về hoàng tộc. Vị thuộc về hoàng tộc. Rồi cái chữ cuối cùng là chữ Tapati. Tapati có nghĩa là chiếu sáng, như câu 1 ha. Câu 1. Vậy thì vị hoàng thuộc về hoàng tộc rồi chứ. Vị vua cái dòng giai cấp sắc đế lệ giai cấp vua chúa. Rồi như vậy thì câu số 3 này cho chúng ta ý nghĩa thế nào? Sanatho Khattiyo Tapati, khoác áo giáp của vị sắc đế lệ chiếu sáng. Khoác áo giáp vị sắc đế lệ chiếu sáng. Mà ở đây chỗ này khi nãy quý vị coi như đọc qua chỗ này chỉ lị thành là chữ ly nè, khí giới sáng sát lị nè, tức là của người vẫn đẹp thì do áo quần ha, do cái dung sắc. Thì một cái vị vua, một cái vị hoàng tộc, một cái vị dòng vua chúa thì áo mão cân đai nó làm cho cái bề ngoài nó sáng lên, sáng lên, gọi là khí giới sáng sắc lị. Và câu thứ tư, chayi tapati brahmano, chayi tapati brahmano. Thì chayi có nghĩa là người hoặc là vị mà có thiền định. Rồi Tapati là chiếu sáng, Brahmano là vị la môn. Thì ở đây Chayi Tapati Brahmano, những cái chữ này đã có trên rồi ha. Chữ Brahmano này, chữ Tapati này có rồi. Vậy thì nó chỉ có gì Chayi ha, là nó quan trọng thôi. Vậy thì ở đây Chayi Tapati Brahmano có nghĩa là vị Bà La Môn có thiền tỏa sáng, hay là có thiền vị Bà La Môn tỏa sáng, tức là người tu mà không có nội lực, không có hướng về pháp hành, thì làm sao mà tỏa sáng được nội tâm. Cho nên cái sự tu tập được tỏa sáng do những vị có thiền, có pháp hành. Rồi câu số 5. Câu số 5, Atha Sabbamaho Ratin. Atha Sabbamaho Ratin. Chữ Atha có nghĩa là rồi, thì. Rồi cái từ thứ 2, Sabbamaho Ratin. Ở đây do hai từ, do ba từ cộng lại. Chữ sắp băng là một ha, á hồ là hai ha, rắc tinh là ba,
chữ sắp băng do cái từ sắp á, nó là một tính từ nữ tính ha. Nhưng mà chữ sắp á này được chia theo đối các số ít cho nên sắp á biến thành sắp băng. Sắp băng là tất cả hoặc là nhiều chỉ sắp băng ha. Rồi cái từ ác hồ, ác hồ nó là một danh từ trung tính. Ô karan ta napum sakalinga, ác hồ có nghĩa là ban ngày, có nghĩa là ngày ha. Rồi rắc tin do cái từ rắc tí, nó là một danh từ nữ tính. Y karan ta ithilinga, rắc tí là đêm, ác hồ là ngày, rắc tí là đêm. Vậy thì Ahu Ratin là ngày đêm, ngày đêm. Vậy thì Sabbam Ahu Ratin, Sabbam Ahu Ratin có nghĩa là trọn cả ngày đêm, trọn cả ngày đêm. Rồi thì trọn cả ngày đêm, đó là ý nghĩa câu số 5. Rồi thì trọn cả ngày đêm, luôn cả ngày đêm. Và câu số 6, Buddho tapatitte jassa, Buddho tapatitte jassa. Chữ Buddho đứng làm chủ từ thì ám về Đức Phật. Do từ Buddha, nhưng mà Buddha là Đức Phật hay là Phật giác ngộ. Tapati là chiếu sáng, chiếu sáng. Cái chữ cuối cùng Tê Chá Sa, chứ không phải Tê Chá ha? Tê Chá Sa, Tê Chá Sa do cái từ Tê Chô, Tê Chô nó là một trung tính. Ô karan ta na pum sakalinga, nhưng mà chữ tê chô này được chia theo sử dụng cách số ít. Sử dụng cách số ít có nghĩa là ta ti ya vi phát ti e ca quá trình a. Tê chô biến thành tê chà sa, tê chà sa có nghĩa là bởi hào quang, bởi hào quang. Tê chà sa trong bài tê chát ha. Và như vậy thì câu số 6 này ý nghĩa sao? Đức Phật tỏa sáng bởi hào quang của ngài, Đức Phật tỏa sáng bởi hào quang của ngài. Thì ở đây cái từ tê chát sa à ta bạch tí, chiếu sáng, soi sáng, loại sáng, tỏa sáng, cũng tùy theo cái trường hợp mà chúng ta lặp đi lặp lại để người ta nghe không có nhàm chán ha. Rồi như vậy thì câu Phật ngôn này cho chúng ta ý nghĩa thế nào? Đi qua ta bạch tí à đi chô rắc tinh à và thi chân đi mà sanh nát thô khắc thi vô tâm bát thi gì tâm bát thi phạm mạn lô an thắc tâm ba ma hồ rắc tình bút thô tâm bát thi tề cha sa. Như vậy thì cái câu Phật ngôn này cho chúng ta ý nghĩa khi mà tìm hiểu xong: mặt trời tỏa sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng ban đêm, khoác áo giáp vị sắc đế lị tỏa sáng, có thiền vị bà la môn tỏa sáng, còn Đức Phật tỏa sáng trọn cả ngày đêm bởi hào quang của ngài. Xin lặp lại: mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng tỏa sáng ban đêm, khoác áo giáp vị sắc đế lị tỏa sáng, có thiền vị bà la môn tỏa sáng, còn Đức Phật chiếu sáng trọn cả ngày đêm bởi hào quang của ngài. Ngài Hòa Thượng Giới Đức phổ thơ lục bát thế này: mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng soi rạng,
nước mây đêm dài, gươm đao nhung giáp ngời ngời, đức vua quân lính khắp nơi trận tiền. Bà La Môn lúc định thiền, ánh sáng rực rỡ xóa miền tối đen, nhưng vinh hạnh suốt ngày đêm, hào quang Đức Phật vô biên mé ngần. Quá dài quá. Mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng soi rạng nước mây đêm dài, gươm đao nhung giáp ngời ngời, đức vua quân lính khắp nơi trận tiền. Bà La Môn lúc định thiền, ánh sáng rực rỡ xóa miền tối đen, nhưng vinh hạnh suốt ngày đêm, hào quang Đức Phật vô biên mé ngần. Và ngài Hòa thượng Minh Châu với thể thơ ngụ ngôn ngắn gọn ha. Mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng sắc lị, thiền định sáng phần trí, còn hào quang Đức Phật chói sáng cả ngày đêm. À, chúng ta thấy lời dịch của ngài Hòa thượng Minh Châu là chữ Tapati dịch là sáng. Câu 1 sáng, câu 2, câu 3 sáng, câu 4 cũng sáng, nhưng mà câu 5, câu 6 thì nói về Đức Phật là chói sáng, cũng là chữ sáng vậy, nhưng mà chói sáng, có nghĩa là hào quang của Đức Phật rực rỡ, nó sáng hơn cả mặt trời mặt trăng, nó sáng hơn là cái áo giáp mà coi như của các vị vua quan, nó sáng hơn cả những cái vị phạm chí, những vị tu thiền. Quý vị thấy hào quang của Đức Phật là số một. Rồi bây giờ chúng ta nghe về duyên sự câu Phật ngôn này. Câu Phật ngôn 387 nói về ngài Ananda. Khi mà Đức Phật ngự tại nhà của bà đại chính nữ Miga Ramata, thì đã đề cập đến một câu hỏi của ngài Ananda. Trong cái ngày lễ từ tứ, Đức vua Nandikosala trang điểm thật là lộng lẫy với đủ loại trang sức, mang các hương liệu cùng vật thơm xoa khắp cả người. Đức vua đi vào tịnh xá cúng dường, rồi ngồi xuống một bên. Cách đó không xa lắm, ngài Kaluda Di đang hành thiền. Và thân tướng của vị trưởng lão này có một cái màu vàng sáng chói, và mặt trời bắt đầu lặn, nhường cho ánh trăng sắp hiện lên. Ngài Ananda thấy ánh sáng mặt trời đang lặn, ánh sáng mặt trăng sắp xuất hiện, và nhìn long thể của Đức vua, nhìn ánh sáng phát sanh từ thiền định của ngài Kaluda Di và Phật tướng của Đức Thế Tôn. Trong năm loại ánh sáng đó thì cái ánh Phật quang rực rỡ hơn tất cả. Ngài Ananda đi đến lễ Đức Phật và bạch rằng: hôm nay con nhìn thấy các ánh sáng này, con chỉ khả ý với Phật quang của Đức Thế Tôn mà thôi. Vì rằng kim thân của ngài chói sáng hơn tất cả các ánh sáng khác. Này Ananda, lẽ thường thì mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng thì rực rỡ ban đêm. Đức vua chói sáng bởi vương phục. Bậc vô lậu từ bỏ làm hại chúng sanh, tức là sẽ chói sáng trong lúc thiền định. Viên Như Lai chói sáng bởi cái Phật lực cả ngày lẫn đêm. Và Đức Phật ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn này. Bây giờ xin đưa lại câu Phật ngôn để cho quý vị thấy tại sao có năm loại ánh sáng mà ánh sáng của Đức Phật là coi như là nó vượt qua bốn loại ánh sáng kia.
Diwa tapati adicho ratting apa kichan dima sanato kathiyo tapati chayi tapati brahmano atasap bamho ting buddho tapati te chasa. Mặt trời sáng ban ngày là một cái ánh sáng ha. Mặt trăng sáng ban đêm là hai khi giới sắc đã lị, sáng sắc lị, tức là y phục của vua chúa là một ánh sáng thứ ba. Rồi thiền định sáng phạm trí, tức là do thiền định mà coi như phát sanh trí tuệ, rồi nó phát quang ra bên ngoài, đó là ánh sáng thứ tư. Nhưng mà ánh sáng của Đức Phật cả ngày cả đêm, cả ngày cả đêm, hồi nào cũng có. Cho nên cái hào quang của Đức Phật là bất khả tư nghị, tức là những cái ánh sáng kia không bằng ánh sáng của Đức Phật. Cho nên khi mà Đức Phật ngài nói lên câu Phật ngôn 387 này thì rất nhiều người chứng đạt thánh quả A La Hán, rất nhiều. Như vậy thì với câu Phật ngôn này chúng ta thấy tôn giả Ananda đã thấy rằng Đức Vua sáng chói thể trời trăng, người tu thiền định hào quang sáng, tùy lúc ngày đêm có giảm tăng. Một mình ánh sáng của Như Lai bất luận ngày đêm cứ sáng hoài, giới đức tuệ và phúc hạnh là năm Phật lực sáng hơn ai. Như vậy ở đây ý nghĩa câu Phật ngôn này nói rằng Đức Phật ngài đã chinh phục ác giới bằng giới lực, chinh phục ác hạnh bằng thiện hạnh, chinh phục ác tuệ bằng trí tuệ, chinh phục sự vô phần bằng hữu phần, chinh phục các bất thiện pháp là thiện pháp. Cho nên ánh sáng của ngài, hào quang của ngài thường chói sáng như thế với năm oai lực như vậy. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Bây giờ cũng đã lố 2 phút rồi. Hôm nay tinh thần học hỏi của quý vị rất là cao, quý vị tham gia rất là nhiều. Có Quỳnh An Trần, có Sức Lan Lê đến làm cho đạo tràng chúng ta có một cái không khí tươi trẻ, và quý vị cũng đã thể hiện rất tốt trên tinh thần học hỏi. Buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ở đây với câu Phật ngôn này: chúng ta sẽ tạo một hào quang cho chính mình bằng sự tu tập. Nếu được như vậy thì câu Phật ngôn này để đem lại lợi ích cho chúng ta rất là nhiều. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả độ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin oai lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê là sanh cho quách chê nát sâu tiêu vô hô tụi sâm bạch đà. Do lời chân thật này, kinh dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Giá. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Bồ vi về hi vi ba dù gồ vi đô gồ dân vi chẳng na la pha ti tâm vi đô khăn sang khi